Thank you.
Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Con gì vốn rất hiền lành, xưa được chị Tấm dỗ dành nuôi cơm? A. Con cá chép. B. Con cá bống. Và C. Con cá vàng. Cô xin đọc câu hỏi lần nữa. Con gì vốn rất hiền lành, xưa được chị Tấm dỗ dành nuôi cơm? A. Con cá chép. B. Con cá bống. Và C. Con cá vàng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chúng ta là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án B. Xin mời các thí sinh của đáp án Sướng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 6. Chú Cuội và chị Hằng thường xuất hiện vào ngày nào? A. Tết Nguyên Đán. B. Tết Trung Thu. B là Tết Thiếu Nhi. Và C là Tết Trung Thu. Cô xin đọc lại câu hỏi. Chú Cuội và chị Hằng thường xuất hiện vào ngày nào? A. Là Tết Nguyên Đán. B. Là Tết Thiếu Nhi. Và C. Là Tết Trung Thu. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án C. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án C. Chúng ta hãy đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 7. Con vật nào sau đây là biểu tượng cho mùa xuân, báo hiệu mùa xuân đang về? A. Con chuột chuồn. B. Con chim én. Và C. Con ve. Cô xin đọc lại câu hỏi. Con vật nào sau đây là biểu tượng cho mùa xuân, báo hiệu mùa xuân đang về? A. Con chuồn chuồn. B. Con chim én. Và C. Con ve. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B, con chim én. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án B. Vâng, ở câu hỏi này thì cũng có một số thí sinh phải rời khỏi sàn thi đấu. Và để cho công tác giám sát được thuận lợi hơn thì cũng để nhìn các thí sinh của chúng ta là bạn nào mà chúng ta dơ đáp án sai thì chúng mình sẽ tự giác đứng lên rời khỏi sàn thi đấu, các con ạ. Rồi, cảm ơn các con. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 8. Điền số thích hợp vào dãy số sau. 4, 5, 6, chấm chấm chấm, 8, 9. Đáp án A là số 7. Đáp án B số 4. Và đáp án C là số 2. Cô xin đọc lại câu hỏi. Điền số thích hợp vào dãy số sau. 4, 5, 6, chấm chấm chấm, 8, 9. Đáp án A là số 7. Đáp án B là số 4. Và đáp án C là số 2. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án A. Xin chúc mừng các thí sinh và đáp án A. Chúng ta đang đến gần đến những câu hỏi cuối của phần thi khởi động. Nên các thí sinh hãy thật sự chú ý. Câu 9. Chữ cái nào gồm một nét thẳng đứng và một nét cong tròn khép kín ở phía trên bên trái của nét sổ thẳng? Câu A là chữ bờ, câu B là chữ cu và câu C là chữ giờ. Cô xin đọc lại câu hỏi.
chữ cái nào gồm một nét thẳng đứng và một nét cong tròn khép kín ở phía trên bên trái của nét sổ thẳng. Đáp án A là chữ bờ, đáp án B là chữ cu và đáp C là chữ giờ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh của chúng ta. Vâng, và ở câu hỏi số 10 sẽ là một câu hỏi từ tiếng Anh ạ. Vâng, và sau đây thì xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Inat sẽ lên sân khấu để đọc câu hỏi cho các con. Hello everyone. Hello everyone. Calling. Hello everyone. How are you today? 1, 2, 3. How are you today? All right. Good job. Are you ready for question number 10? Are you ready? Are you ready? Great. So question number 10 is, where are you from? A. Australia. B. Vietnam. Or C. Malaysia. Some of your answers. The right question is B. Great, well done. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B, Việt Nam. Xin chúc mừng các thí sinh và đáp án B. Hello. Can you tell me where are you from? I'm from Vietnam. Right? Yes. Well done. Well done. Well done. Well done. Well done. Rồi thì các thí sinh của chúng ta đã trải qua 10 câu hỏi của phần thi thứ nhất thật là xuất sắc. Một tràng pháo tay thật lớn để dành tặng cho các thí sinh của chúng ta. Và sau đây chúng ta hãy cùng bước vào phần 2, phần tăng tốc. Xin mời các thí sinh chúng ta hãy lắng nghe câu hỏi đầu tiên của phần thi số 2. Hành vi nào sau đây gây hại cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh? A. Hút thuốc lá. B. Rửa tay. Và C. Đeo khẩu trang. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án của chương trình là đáp án A. Xin chúc mừng các thí sinh. Vâng, xin mời các thí sinh của đáp án xuống. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Mùa xuân thì cây cối thường như thế nào? A. Trơ trụi lá. B. Lá vàng rơi. Và C. Đâm chồi nảy lộc. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Các thí sinh hãy suy nghĩ. Mùa xuân cây cối thường như thế nào? A. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án C. Xin chúc mừng các thí sinh đáp án C. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Nếu xảy ra đám cháy lớn, các con cần phải làm gì? A. Hét to cho mọi người biết. B. Chạy ra khỏi đám cháy. Và C. Là cả hai phương án trên. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án chúng ta là đáp án C. Xin chúc mừng các thí sinh.
Và các thí sinh chú ý, các con hãy lưu ý giúp cô là chúng mình sẽ không giờ tay vào đáp án, các con nhớ chưa? Vâng, và các phụ huynh lưu ý giúp cô ạ. Đối với những câu hỏi dễ thì vì là thời gian của chúng ta rất muộn rồi, nên đối với những câu hỏi dễ thì các giáo sẽ đọc một lần, và những câu hỏi khó thì các cô sẽ đọc hai lần ạ. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Trong dãy số tự nhiên sau đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, số nào đứng liền kề trước số 9? A là số 8, B là số 7 và C là số 6. Cô xin đọc lại câu hỏi. Trong dãy số tự nhiên sau đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, số nào đứng liền kề trước số 9? A là số 8, B là số 7 và C là số 6. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án chính xác là đáp án A. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án A. Vâng, và các thí sinh của chúng ta đã trở lại sàn thi đấu. Xin mời các thí sinh hãy đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 5. Để thể hiện tình cảm của mình đối với ông bà, bố mẹ, cô giáo thì chúng mình cần phải làm gì? A. Không vâng lời ông bà, bố mẹ, cô giáo. B. Chăm ngoan, học giỏi và vâng lời người lớn. C. Không chăm ngoan, học giỏi. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh. Mời các con đặt đáp án xuống. Ở câu hỏi này thì không có thí sinh nào bị loại. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 6. Trong bữa ăn, thức ăn nào sau đây chứa nhiều vitamin và các khoáng chất? A. Bánh mì. B. Thịt bò. Và C. Rau, củ, quả. Cô xin đọc lại câu hỏi. Trong bữa ăn, thức ăn nào sau đây chứa nhiều vitamin và các khoáng chất? A. Bánh mì. B. Thịt bò. C. Rau, củ, quả. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Xin mời các thí sinh hãy chú ý lắng nghe và các con hãy quay lên đây nào. Câu hỏi số 7. Có 4 con gà mái đi trước, 5 con gà trống đi sau. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà đang đi trên đường? A. 8 con. B. 9 con. Và C. 10 con. Cô giáo xin đọc lại câu hỏi. Có 4 con gà mái đi trước, 5 con gà trống đi sau. Hỏi có tất cả bao nhiêu con gà đang đi trên đường? Đáp án A. 8 con. B. 9 con. Và C. 10 con. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chia tay với 4 thí sinh rời khỏi sàn thi đấu. Xin mời các thí sinh hãy đến với câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 8. Xin mời các thí sinh chúng ta hãy lắng nghe, hãy tập trung chú ý vào câu hỏi mà ban tổ chức đưa ra. Câu hỏi số 8.
Để hình sau đây được hoàn chỉnh, bé cần sử dụng miếng ghép nào? A là miếng ghép hình vuông, B là miếng ghép hình chữ nhật và C là miếng ghép hình tam giác. Cô xin đọc lại câu hỏi. Để hình sau đây được hoàn chỉnh, bé cần sử dụng miếng ghép nào sau đây? A là hình vuông, B là hình chữ nhật và C là hình tam giác. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án B. Ở câu hỏi này rất tiếc là có một thí sinh đã bị rời khỏi sàn thi đấu. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 9. Nét tròn em đọc chữ O, khuyết đi một nửa cho em chữ gì? A chữ O, B chữ O và C chữ Ơ. Cô xin đọc lại câu hỏi. Nét tròn em đọc chữ O, khuyết đi một nửa cho em chữ gì? A chữ O, B chữ O và C chữ cờ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. C và chữ cờ. C và chữ cờ. Hay không? C và chữ cờ. Và đáp án của chương trình là đáp án C chữ cờ. Xin chúc mừng các thí sinh. Và câu hỏi thứ 10 của phần thi tăng tốc sẽ là một câu hỏi thuộc lĩnh vực tiếng Anh. Vâng, xin mời thầy giáo của trung tâm. So can you have a look at this picture and tell me where is this? Okay? A kitchen, B bedroom, or C living room? Again, where is this? A kitchen, B bedroom, or C living room? Thời gian suy nghĩ bắt đầu. The right answer is a kitchen. Good job. Vâng, và đáp án chính xác của chương trình là đáp án A. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án A. Vâng, vậy là ban tổ chức đã nhận được tin hiệu cứu trợ đến từ hội cha mẹ học sinh ạ. Vâng, và sau đây thì xin mời lên sân khấu cho cô giáo 12 phụ huynh đi ạ. Vâng, xin mời các cô giám sát ạ. Chúng ta hãy lên để chuẩn bị cho phần cứu trợ đi ạ. Được chứ. Ở mỗi hàng dọc thì có 6 phụ huynh ạ. Vâng, ở hàng dọc thứ nhất thì đây chúng ta sẽ có tất cả là 10 bậc phụ huynh ở trên sân khấu. Và cách chơi như sau ạ. Cô xin mời cô giám sát ạ. Xin mời cô Tâm ơi. Cô Tâm sẽ làm mẫu cho các bậc phụ huynh ạ. Các bậc phụ huynh sẽ dùng hai tay kẹp đưa bóng vào chân. Cô Tâm đứng xịt đây nè. Đưa bóng vào chân và kẹp bóng, giữ bóng thật chặt. Hai tay chống hông ạ. Quá rất đơn rồi. Và sẽ bật nhảy về đích và bỏ bóng vào rổ ạ. Anh có cần quay cho khác không?
Anh tôi đã hiểu được hai chưa chị ạ? Vâng ạ. Vâng. Và sau đây 3, 2, 1 bắt đầu. Vâng, tôi có xin chúc âm nhạc nha. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh.
rồi, đứng dậy. Các bạn nhớ là không được đổi đáp án. Ở trên đây thì cô có quan sát được là cũng có một số thí sinh là chúng ta đổi đáp án. Nếu mà thí sinh nào đổi đáp án thì sẽ bị cô giám sát mời ở sàn thi đấu, các bạn nhớ chưa? Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 2. Xin mời các thí sinh hãy chú ý. Gia đình như thế nào gọi là gia đình có 3 thế hệ? A. Gia đình có bố, mẹ và các con. B. Gia đình có ông bà, bố mẹ và các con. C. Gia đình có bố mẹ, anh chị em. Cô xin đọc lại câu hỏi. Gia đình như thế nào gọi là gia đình 3 thế hệ? A. Gia đình có bố, mẹ và các con. B. Gia đình có ông bà, bố mẹ và các con. C. Gia đình có bố mẹ, anh chị em. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án B. Xin mời các thí sinh của đáp án xuống. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Quả gì nho nhỏ, chín đỏ như nhau, tươi đẹp vườn nhà mà cay xẻ lưỡi? A. Quả cà chua. B. Quả đu đủ. C. Quả ớt. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đây rồi, nạp rồi. Và đáp án của chương trình là đáp án C. Xin chúc mừng các bạn. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Bình thường em đọc là U. Khi em quay ngược U ra chữ gì? A. Là chữ N. B. Chữ M. Và C. Chữ U. Cô xin đọc lại câu hỏi. Bình thường em đọc là U. Khi em quay ngược U ra chữ gì? A. Là chữ N. B. Chữ M. Và C. Là chữ U. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án của chương trình là đáp án A. Xin chúc mừng các thí sinh của đáp án A. Xin mời các thí sinh cùng đến với câu hỏi số 5. Cái gì giúp bé bước nhanh? Đến trường gặp bạn học hành bé ơi. A. Bàn tay. B. Bàn chân. Và C. Là cái miệng. Cô xin đọc lại câu hỏi. Cái gì giúp bé bước nhanh? Đến trường gặp bạn học hành bé ơi. A. Bàn tay. B. Bàn chân. Và C. Cái miệng. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Không biết A hay B thế này, thấy nghiêng nghiêng rồi. B rồi. Và đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh đáp án B. Xin mời các bé cùng đến với câu hỏi số 6. Dì tôi là chữ O, cô tôi là chữ O, tôi có điểm khác cô, tôi có điểm khác gì? Vì tôi có dấu ở bên phải của chữ. Bé hãy cùng đoán thử tôi là chữ cái gì? A. Chữ Ơ. B. Chữ O. Và C. Chữ O. Cô xin đọc lại câu hỏi. Dì tôi là chữ O, cô tôi là chữ O, tôi có điểm khác cô, tôi có điểm khác gì? Vì tôi có dấu ở bên phải của chữ. Bé hãy thử đoán xem tôi là chữ gì? A. Chữ Ơ. B. Chữ O. Và C. Chữ O. Thời gian suy nghĩ bắt đầu.
B, chữ M,
và C chữ U. Cô xin đọc lại câu hỏi. Chữ có hai nét móc đứng liền kề cạnh nhau, thêm một nét móc nữa, đó là chữ cái gì? A chữ M, B chữ M và C chữ U. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. B. Chạm B. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án B, chữ M. Xin chúc mừng các thí sinh đáp án B. Câu hỏi số 2, xin mời các con mở đáp án xuống. Mưa rào thường xuất hiện vào mùa nào? A. Mùa xuân. B. Mùa hè. C. Mùa thu. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Hình như hãy chuyển chủ đề liên tục chứ ạ. Đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh đáp án B. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 3. Chữ cái gì giống với số 9 nhưng tên gọi lại khác nhau? Chúng mình đoán xem nào, đó là chữ gì? A. Chữ Y dài. B. Chữ S. C. Chữ G. Cô xin đọc lại câu hỏi. Chữ cái giống với số 9 nhưng tên gọi lại khác nhau, chúng mình cùng đoán xem đó là chữ gì? A. Là chữ Y dài. B. Là chữ S. Và C. Là chữ G. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Rồi, rồi đấy. Đấy rồi. Và đáp án của chương trình là C, chữ G. Xin chúc mừng các thí sinh. Ôi. Chơi cho nó thua. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 4. Lá vàng đổ khắp sân nhà, cây cảnh trơ trụi đổ em mùa gì? A. Mùa xuân. B. Mùa hè. C. Mùa thu. Cô xin đọc lại câu hỏi. Lá vàng đổ khắp sân nhà, cây cảnh trơ trụi đổ em mùa gì? A. Mùa xuân. B. Mùa hè. Và C. Mùa thu. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. À, rồi, chơi rồi. Vâng, và đáp án của chương trình là C. Xin chúc mừng các thí sinh đáp án C. Chúng ta hãy cùng đến câu hỏi số 5. Nhanh không mưa các cô ơi. Cổ cao cao, cẳng cao cao, chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh, sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi? A. Là con vịt. B. Là con cò. C. Là con chim. Cô xin đọc lại câu hỏi. Cổ cao cao, cẳng cao cao, chân đen cánh trắng ra vào đồng xanh, sao đành chịu tiếng ma lanh nhử mồi? A. Là con vịt. B. Là con cò. Và C. Là con chim. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Rồi, B đó. Chọn B rồi. Đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng các thí sinh đáp án B. Xin mời các thí sinh mở đáp án xuống. Chúng ta cùng đến với câu số 6. Trường mầm non thị trấn thuộc tiểu khu nào của phường Hải Hòa? A. Tiểu khu 1. B. Tiểu khu 2. C. Tiểu khu 3. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. A. Tiểu khu 1. B. Tiểu khu 2. Và C. Tiểu khu 3. Đáp án chương trình là đáp án A. Xin chúc mừng các thí sinh.
hai đứa ngồi sao vậy? Con vật này sau đây là biểu tượng cho mùa xuân, báo hiệu mùa xuân đang về. A. Con ve. B. Con hổ. Và C. Con chim én. Cô xin đọc lại câu hỏi. Con vật nào sau đây là biểu tượng cho mùa xuân, báo hiệu mùa xuân đang về? A. Con ve. B. Con hổ. Và C. Con chim én. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, và đáp án của chương trình là C. Xin chúc mừng các thí sinh. Đổi câu hỏi đi, câu hỏi lại là mình được. Các thí sinh của chúng ta rất là xuất sắc phải không ạ? Vâng, và các cổ động viên của chúng ta hãy dành cho các thí sinh trên sàn thi đấu một tràng pháo tay lớn nha. Xin mời các con sẽ đến với câu hỏi số 8. Nơi nào có khách tập trung, có tàu hỏa đỗ, khách đông lên tàu? A. Chợ. B. Bến xe. Và C. Nhà ga. Các con hãy lắng nghe lại. Nơi nào có khách tập trung, có tàu hỏa đỗ, khách đông lên tàu? A. Chợ. B. Bến xe. Và C. Nhà ga. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. A. Chợ. B. Bến xe. Và C. Nhà ga. Rồi, chê rồi, để biết. Đó là chương trình đoán C. Xin chúc mừng các thí sinh. Có một B, một đáp án B. Câu hỏi này thì chúng ta phải chia ra những một thí sinh. Đó, hãy đi. Cô ta đang lạnh chéo lại nữa. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 9. Nơi Hoa năm nay 6 tuổi, Hoa kém chị 2 tuổi. Hỏi chị của Hoa năm nay bao nhiêu tuổi? A. 6 tuổi. B. 7 tuổi. C. 8 tuổi. Các con hãy lắng nghe lại nhé. Hoa năm nay 6 tuổi, Hoa kém chị 2 tuổi. Hỏi chị của Hoa năm nay bao nhiêu tuổi? A. 6 tuổi. B. 7 tuổi. C. 8 tuổi. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. A là 6 tuổi, B 7 tuổi và C 8 tuổi. Được rồi. Và đáp án của chương trình là đáp án C. Xin chúc mừng các thí sinh đáp án C. Câu hỏi số 10. Trong tuần này các con đang được học về chủ đề gì? A. Nước và các hiện tượng tự nhiên. B. Phương tiện giao thông. Và C. Quê hương đất nước Bắc Hồ. Các con lắng nghe lại. Trong tuần này các con đang học ở chủ đề gì? A. Nước và các hiện tượng tự nhiên. B. Phương tiện giao thông. Và C. Quê hương đất nước Bắc Hồ. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Câu này cũng được là không biết. Vâng, và đáp án chương trình là B. Xin chúc mừng các thí sinh. Mời các thí sinh mở đáp án xuống. Các bạn chú ý này, chúng ta không nhìn ra ngoài nhé. Các con hãy tập trung vào câu hỏi mà người dẫn chương trình đưa ra. Con nhớ chưa? Các con hãy chú ý lắng nghe này. Và lần này thì tôi sẽ không đọc lại câu hỏi nữa. Những cái bạn mà giờ đang chậm và đoán án thì đoán sát chú ý nhé. Câu số 11. Hoa có 9 cái kẹo, Hoa cho Lan 2 cái và cho Hùng 1 cái. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu cái kẹo? A. 6 cái. B. 7 cái. C. 8 cái. Tôi sẽ đọc lại câu hỏi nhé. Hoa có 9 cái kẹo, Hoa cho Lan 2 cái và cho Hùng 1 cái. Hỏi Hoa còn lại bao nhiêu cái kẹo? A là 6 cái, B là 7 cái, C là 8 cái. Từ đang suy nghĩ bắt đầu. Nhắc A rồi, đúng rồi. Vẫn đang đúng. Bắt đầu.
tự ra luôn à? Bố ta luôn. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 12. Trong dãy số dưới đây, những số nào chia được thành hai phần bằng nhau? Các số của chương trình đưa ra là số 4, 5, 6, 7, 8. Đáp án A là số 5, số 7. Đáp án B, số 4, số 6, số 8. Đáp án C, số 5, số 7, số 8. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chọn A ra nói chân. Đang nhìn nhiều vô thôi. Không ra được chứ. Đào tạo tốt lắm. Rồi B thôi. B. Vâng, mà đáp án chương trình là B. Xin chúc mừng các thí sinh. Không ra được. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi số 13. Bộ phận nào của cây có chức năng hút chất dinh dưỡng để nuôi cây? A. Lá cây. B. Thân cây. C. Rễ cây. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Đúng rồi. Vâng, và đáp án của chương trình là đáp án C. Xin chúc mừng các thí sinh. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 14. Trong dãy số sau đây, dãy số nào được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn? Có nghĩa là thứ tự tăng dần. A. 1, 2, 5, 7, 9. B. 1, 3, 7, 5. Và C. 9, 6, 4, 2. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án của chương trình là đáp án A. Xin chúc mừng các thí sinh. Chúng ta cùng đến với câu tiếp theo, câu số 15. Ăn chậm nhai kỹ có lợi gì cho sức khỏe? A. Không bị sâu răng. B. Cung cấp vitamin cho cơ thể. Và C. Tránh bị nghẹn hấp thức ăn và được nghiền nát tốt hơn. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Chắc là cái món ăn đã ăn đang bắt là nhận được rồi. Và đó chương trình là bán C. Xin chúc mừng các thí sinh. Cái hôn lửa đã cắn rồi. Vâng, và bây giờ thì xin mời các con giám sát, chúng ta sẽ tách học sinh ra để tránh tình trạng là con nhìn bài nha. Rồi, giờ tách ra. Câu hỏi số 16. Người lái máy bay gọi là phi công, vậy người lái tàu hỏa gọi là gì? A. Thủy thủ. B. Tài xế lái tàu. Và C. là lái xe. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Vâng, các con hãy giơ cao đáp án lên nào. Cái này đổi đáp án. Và đáp án của chương trình là đáp án B. Vậy là lái tàu. Và xin chúc mừng các con đáp án B. Tàu hỏa cơ mà. Sao sâu vai cả? Vâng, và câu hỏi người dẫn chương trình đã đưa ra và đáp án người dẫn chương trình đưa ra là đúng như các thí sinh bị loại thế còn bây giờ có sai thi đấu. Thế là con lớn. Và để đảm bảo được tính công bằng cho các thí sinh thì sau đây thì xin trân trọng kính mời các bậc phụ huynh ạ. Chúng ta hãy xuống hết bên dưới đi ạ.
ạ. Và 02 đứng ở phía trên để cổ vũ ạ. Và xin mời các cô giám sát ạ, chúng ta hãy mời các bậc phụ huynh xuống hết phía dưới để các giáo ấy ạ. Và xin mời các thí sinh là chúng ta không nhìn sang hai bên cánh gà nhé. Các con hãy tập trung lên trên đây. Chúng ta đến với câu hỏi số 17. Cách gồm nhóm đối tượng là 10 thì gồm có bao nhiêu cách? A. 4 cách, B. 6 cách và C. 5 cách. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án chính xác là đáp án C, 5 cách. Xin chúc mừng các bạn đáp án C. Câu số 18. Ngày 22 tháng 12 là ngày gì? A. Ngày Nhà giáo Việt Nam. B. Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Và C. là ngày Quốc tế Lao động. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án của chương trình là đáp án B. Xin chúc mừng các bạn đáp án B. Bắt đầu.
Xin mời các con đón xuống và đến câu hỏi tiếp theo. Tìm từ còn thiếu trong câu thơ sau. Trong bài thơ Đàn gà con, 10 quả trứng tròn, mẹ gà ấp ủ, 10 chú gà con, hôm nay ra đủ, lòng trắng lòng đỏ, thành chấm chấm chấm, thành chân. Chúng mình hãy điền từ vào chỗ chấm chấm nha. A là mắt, B là mỏ và C là cánh. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Và đáp án chương trình là B, thành mỏ. Xin chúc mừng các con. Vâng, và để các con có thêm một tinh thần thật tốt thì sau những câu trả lời đúng của các con thì rất mong là các cổ động viên của chúng ta hãy cho một tràng pháo tay được không ạ? Xin cảm ơn các cổ động viên của chúng ta. Câu hỏi tiếp theo. Hôm nay là thứ 6 thì ngày mai là thứ mấy? A. Thứ 7, B. Thứ 5, C. Thứ 4. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Mời các con hãy đến với câu hỏi tiếp theo.
con thường hát bài nào? A. Happy New Year. B. Happy Birthday. Và C. Happy. Thời gian suy nghĩ bắt đầu. Và xin mời chuông. Vâng, và sau đây
phần trao giải ạ. Trên đường dù ta đứng gian nan bao nhiêu năm và trái tim vẫn luôn.